Trách nhiệm và sự đảm đang. Quan Hỷ à, đừng có chạy tới chạy lui nữa, như vậy nguy hiểm lắm đó. Đó là gì, con chó nhỏ này luôn đuổi theo đệ chứ bộ? Để nó là muốn giúp huynh trẻ củi, sao lại chơi như vậy hả? Ngứa quá, đừng có liếm nữa mà, ngứa chết đi được. Sư huynh, huynh coi nè, huynh làm con chó sợ chạy đi rồi. Quan Hỷ à, huynh không thể việc gì cũng để huynh làm, làm như vậy thì đệ sẽ không biết việc gì hết đó. Sư huynh, huynh có cần lau nước mũi không vậy? Ghê quá à. Giờ quá đi. Tường Hòa sốt cao quá, ngày mai phải mời đại phu đến khám thôi. Có nhiều việc như vậy vẫn còn chưa làm, còn có sư huynh tiếp theo biết làm sao đây? Tường Hòa bị trúng phong hàn, mấy ngày này phải uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều. Để tôi hốt cho vài thang thuốc. Không sao đâu, cháu ngồi dậy được. Tường Hòa, con nên nghe lời đại phu nằm nghỉ ngơi đi, không được ngồi dậy đâu, con nghe chưa? Sư huynh, sư huynh, sư huynh ơi. Chuyện gì vậy? Số củi đó phải chẻ làm sao đây? Số củi còn lại để không biết phải chẻ làm sao hết đó. Để không chịu học gì hết, không có tập chẻ qua thì khi chẻ rất là dễ bị thương đó. Vậy phải làm sao đây? Sư huynh ơi, huynh phải mau khỏe lại đó, nếu không thì không có ai giúp đệ đâu. Đệ đừng bận tâm, hai chúng ta cùng nhau quét thì nhất định sẽ quét xong. Phải do gạo như vậy nè. Dạ. Sư huynh ơi, huynh xách có nổi không vậy? Huynh còn làm được mà. Sư huynh ơi, sắc mặt của huynh không được tốt đó. Sư huynh, đi chậm lại chút đi, đợi không theo kịp rồi. Sư huynh, sư huynh ơi, sư huynh ơi, sư huynh ơi, sư huynh ơi. Có ai không? Cứu tôi với. Sư huynh ơi, tỉnh dậy đi, huynh mau tỉnh dậy đi. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chú Lý ơi, sư huynh chết rồi. Quan Hỷ à, đừng nói vậy chứ, Tôn Hòa chỉ bị hôn mê thôi. Hả? Sư huynh không chết sao? Tôn Hòa, Tôn Hòa, Tôn Hòa, yên tâm đi, để tôi đưa chú về chùa ha. Bệnh tình có phần nghiêm trọng hơn trước, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều mới được. Đại phu à, để tôi tiễn ông. Quan Hỷ à, con cũng nên đi nghỉ đi. Thưa sư phụ, con đã hại sư huynh rồi. Quan Hỷ, tuy tuổi con còn rất nhỏ, nhưng con phải dần dần bắt đầu học đảm đang trách nhiệm. Như vậy, một ngày nào đó sư huynh Tường Hòa hay là sư phụ không còn cách nào để giúp con hay là bảo vệ con nữa, thì con cũng đủ sức để tự bảo vệ mình và giúp cho người khác. Con đã hiểu chưa? Thưa sư phụ, con biết rồi. Được, vậy con đi nghỉ đi, để sư phụ chăm sóc cho sư huynh. Dạ. Sư phụ ơi, con định hay là để cho con được chăm sóc sư huynh nghe. Đây là trách nhiệm của con mà. Con có làm được không? Con muốn học đảm đang trách nhiệm, được vậy sau này mới có thể trở thành người có ích. Được, 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 Quan Hỷ đã trưởng thành rồi. Sư phụ giao sư huynh cho con vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
giấc mơ.